Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của Kisato Thanh Hóa. Chúng tôi có trụ sở tại biệt thự số PL3-16, đường Phong Lan 3, Vinhome Star City, thành phố Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 096 345 9288. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu biệt thự 2 tầng tan cổ điển mái Nhật của gia đình anh Nghiêm Đình Phòng có địa chỉ tại Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Nếu như trước đây, những mẫu thiết kế biệt thự theo phong cách châu Âu luôn rườm rà và có nhiều chi tiết cầu kỳ thì ngày nay các mẫu biệt thự này đã được tối giảm bớt để phù hợp với điều kiện cũng như sinh hoạt của con người thời hiện đại. Một thiết kế biệt thự theo phong cách tân cổ điển được đánh giá là đẹp khi nó đảm bảo về mặt kiến trúc thẩm mỹ cũng như công năng sử dụng cho gia chủ. Hệ thống và mái cửa chính và cửa sổ ở sảnh chính của mẫu biệt thự đẹp này mang đến sự cân bằng và mềm mại. Vòm mái cong theo phong cách cổ điển nhưng đã được lược bớt các chi tiết cầu kỳ và rườm rà. Vẫn giữ được phong cách cổ điển vốn có nhưng lại có thêm sự phá cách trong thiết kế hiện đại. Đèn chùm tinh tế ở sảnh chính và sảnh phụ tạo điểm nhấn độc đáo cho công trình. Mẫu biệt thự tân cổ điển đẹp với hệ mái Nhật màu xanh mang đến sự cách tân, mới mẻ cho ngôi nhà. Hệ mái được thiết kế từ tầng 1 lên tầng 2 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ bé đến to vô cùng đẹp mắt. Được lợp bằng ngói màu không nung romantic cao cấp nhất thị trường hiện nay và có độ bền cao không lo thấm rột. Rêu mốc đồng thời mang lại vẻ đẹp bền vững cho công trình. Ngôi biệt thự mang phong cách tân cổ điển này còn nổi bật với hệ thống cửa sổ, hệ lan can bê tông hình lục bình đẹp mắt. Việc sử dụng hệ cửa sổ bằng khung nhôm sinh pha kết hợp với những tấm kính cường lực vừa có tác dụng lớn trong việc bố trí, thiết kế nội thất cho ngôi biệt thự vừa có tác dụng lớn trong việc điều hòa ánh sáng. Hệ cửa đi được thiết kế bằng chất liệu pano gỗ kính mang đến cho căn biệt thự nét đẹp riêng biệt và đặc trưng. Thiết kế biệt thự tân cổ điển tập trung điểm nhấn vào những bức tường, những hàng cột dài thẳng tắp. Thiết kế chú trọng sự đơn giản, không quá cầu kỳ, màu sắc không quá loè loẹt. Mẫu biệt thự khoác trên mình màu trắng tinh khôi kết hợp với những mảng tường ốp gạch thẻ ở tầng 1 mang lại sự sang trọng và tinh tế. Các chi tiết trang trí được thể hiện rất tinh xảo nhưng vô cùng mềm mại cho toàn bộ công trình. Hệ cột la mã cao giáo, tầng 1 là trụ cột vuông với các hình khối vuông vắn, khỏe khoắn. Tầng 2 là hệ thống trụ cột tròn đơn giản nhưng tạo ra nét mạnh mẽ, vững chãi. Phần chân của các trụ cột được đắp to, nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà. Cùng với đó là những trụ cột ở bức tường rào bằng bê tông bao quanh giúp bảo vệ ngôi nhà một cách tốt nhất. Nó được bố trí không quá cao nên ngôi biệt thự vẫn có thể phô ra những vẻ đẹp của mình. Mẫu biệt thự 2 tầng với khoảng sân vườn vừa đủ, tạo nên những khoảng không gian xanh mát với nhiều sắc màu của cây cỏ hoa lá, tạo nên khoảng không gian thư giãn cho các thành viên trong gia đình. Tiếp theo xin mời các bạn cùng đi vào khám phá không gian công năng bên trong của mẫu thiết kế. Tầng 1, từ khu vực sảnh chính bước vào chính là phòng khách rộng rãi và sang trọng, 42,52m², liên thông trực tiếp với không gian bếp và bàn ăn có diện tích 32,23m² cùng với nhà vệ sinh chung 4,49m². Các kiến trúc sư còn bố trí hai phòng ngủ ngay tại tầng 1 vô cùng tiện nghi, thích hợp với gia đình có người già hay trẻ nhỏ không tiện leo cầu thang có diện tích lần lượt là 12,77m² và 14,82m². Tầng 2, một phòng thờ, 39,24m² có lối ra ban công thông thoáng. Phòng ngủ 3, 14,82m². Phòng ngủ 4, 14,87m² và một nhà vệ sinh riêng. Phòng ngủ 5, 18m². Phòng giặt đồ cùng với nhà vệ sinh chung cho cả gia đình. Vừa rồi thì chúng tôi đã mang đến cho các bạn mẫu biệt thự 2 tầng mang phong cách tân cổ điển vô cùng đẹp và được rất nhiều chủ đầu tư đánh giá cao về thẩm mỹ. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của Kisato Thanh Hóa.